Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những top sản phẩm bán chạy của hãng Siagua, hãng ông già của Thái Lan nha các bạn. Thì mẫu đầu tiên là dầu nước đỏ 3cc, 7cc và 25cc, dầu nước trắng 7cc, 25cc, ống hít thông mũi hãng Siagua. Và cái tinh dầu nhỏ khẩu trang của hãng Siagua, nó có những tinh chất thảo mộc rất là thơm mát, nhỏ vào trước khi đeo nha các bạn. Dầu lăn thì sẽ có mẫu dầu lăn xám, vàng và màu xanh. Nó sẽ có viên bi ở trong nha các bạn. Khi các bạn sử dụng lăn là viên bi nó dầu ra. Hũ cù là thì nó sẽ có hũ cù là 12g đỏ và màu trắng nha các bạn. Tiếp kem để xoa bóp thì nó sẽ có tiếp kem 30g và tiếp kem lớn hơn là 60g. Shop cam kết với các bạn là bán đúng hàng chính hãng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn vui vẻ.